Chào các bác anh chị. Thực ra thì những cái thông tin mà Tự Doanh Chứng Khoán sẽ cung cấp cho các bác anh chị trong 15 phút của ngày hôm nay thì khả năng là những thông tin này có thể là những thứ mà theo Tự Doanh Chứng Khoán nó là tích cực thì cũng không hẳn nó sẽ ảnh hưởng tới cái việc là tăng điểm của cổ phiếu hay là tăng giá của cổ phiếu, hay là những thông tin tiêu cực thì cũng có thể sẽ không thực tế là ảnh hưởng đến cổ phiếu theo cái hướng tiêu cực đâu. Mà các cái thông tin mà sắp tới đây mà trong những ngày tiếp theo á, Tự Doanh Chứng Khoán mà cung cấp cho các bác các anh chị á thì nó là những cái thông tin ngoài lề mà nó mang tính chất ảnh hưởng về mặt dài hạn chứ không hẳn là nó ảnh hưởng ngay vào giá của cổ phiếu. Có thể những thứ mà Tự Doanh Chứng Khoán nói ra nó sẽ đóng vai trò là cái thông tin gọi là dài hơi hơn cho một cái cổ phiếu nào đó hay là cho cả thị trường. Vì vậy nên là trước khi nghe cái bản tin này thì các bác các anh chị vui lòng lưu ý là những thông tin chúng tôi đưa ra chỉ là những cái thông tin mang tính chất tham khảo để có cái nhìn gọi là sâu sắc hơn khi mà đưa ra những cái quyết định mà mua bán. Thì cái thông tin đầu tiên chúng tôi muốn đưa ra đó là vấn đề thị trường. Thì thưa với các bác các anh chị là tới thời điểm hiện tại là lúc 14:05 ngày 16/9/2017 thì thị trường đã đúng theo cái kịch bản dự báo ban đầu mà Tự Doanh Chứng Khoán đưa ra, đó là dịch chuyển hướng về cái vùng 765, và hiện tại thì thị trường đang đứng ở mốc 765.09. Cái việc thị trường gọi là được cởi trói sau cái áp lực mà kỳ cơ cấu ETF của khối ngoại vào thứ sáu tuần trước, thì sau cái kỳ cơ cấu thì thị trường được hoàn toàn cởi trói bởi cái việc là luôn lo, tức là các nhà đầu tư có phần e ngại trước mỗi kỳ cơ cấu. Chính điều đó làm cho thị trường tạo ra một cái lực nén. Sau khi cái lực nén này được giải tỏa thì thị trường tăng lên khá là tích cực. Nếu xét trên các cái chỉ số thì chỉ số VN30 hiện đang tăng 6 điểm, VN Once hiện tăng 6 điểm rưỡi và VN Index thì tăng khoảng tầm 4 điểm, 3.98. Thưa các bác các anh chị, phần lớn các cổ phiếu trên thị trường đều tăng. Trong cái dù chỉ số 30 cổ phiếu trong VN30 ấy, thì chỉ một vài cổ phiếu mà trước đó có một cái nhịp tăng khá là tốt, tích cực thì hiện tại đang chứng lại, bao gồm có những cổ phiếu được đánh giá là những cổ phiếu cơ bản á, gồm là Nhựa Bình Minh, Dược Hậu Giang hay là Thế Giới Di Động, Cơ Điện Lạnh Di, thì là một vài cổ phiếu đó đang chịu cái áp lực gọi là tăng giá trước đó nên đang có dấu hiệu không tích cực lắm. Còn lại thì phần lớn đều tăng. Thông tin thứ hai chúng tôi muốn cung cấp với các bác anh chị đó là cái thông tin liên quan tới ngày 21/6/2017. Đó là thông tin mà Quốc hội sẽ phê duyệt cái việc mà gỡ cho các ngân hàng về cái tái cấu trúc nợ xấu. Thì cái tái cấu trúc nợ xấu nó có hai cái điểm mà các bác anh chị cần lưu ý. Cái điểm thứ nhất đó là nợ xấu của các ngân hàng phần đa nằm ở bất động sản. Vì vậy khi gỡ ra cho cái phần này thì hưởng lợi nhiều nhất là các ngân hàng sẽ dễ bề trong cái câu chuyện xử lý các cái món nợ xấu. Đó cũng là thứ mà các nhà đầu tư hiện tại đang khá là kỳ vọng, dẫn đến là các cổ phiếu ngành ngân hàng hiện tại đang có điểm tăng khá tích cực. Gần như là 8 cổ phiếu ngân hàng đều đang có cái sắc xanh hiển thị trên thị trường. Cái thứ ba nữa là các anh chị cũng lưu tâm, đó là gỡ cái phần nợ xấu thì đồng nghĩa với việc là tạo điều kiện cho các ngân hàng có thể xử lý các khoản nợ xấu liên quan tới bất động sản. Phần lớn các khoản nợ của các ngân hàng được đưa vào khoanh nợ vùng nợ xấu là chủ yếu 75-80% là các khoản nợ bên ngành bất động sản. Vì vậy các cổ phiếu ngành bất động sản hiện tại mà được đánh giá là những cổ phiếu bất động sản cơ bản tốt, giai đoạn trước đó có một chu kỳ giảm điểm cũng nhiều thì đang bắt đầu có dấu hiệu tăng lại. Tôi lấy ví dụ như là vừa rồi đây thì những cổ phiếu gồm có Thủ Đức House, Khang Điền, Nam Long, VCG, Đất Xanh, Lycogi có một cái nhịp giảm điểm. Chính vì nó giảm điểm nên là hiện tại trong tại thời điểm hiện tại thì Long Điền đang tăng lại khá là tốt. Thực ra Long Điền trước đó đã có một phiên tăng điểm rồi, hôm nay đang hồi lại. Việc hồi lại này thì nó có hai yếu tố ảnh hưởng tới các cổ phiếu này.
đó là việc là chu kỳ trước đó là một chu kỳ gọi là giảm điểm, thì một cái chu kỳ hồi là điều tất yếu. Cái thứ hai nữa là ngày 21 tháng 6 là ngày có thể là Quốc hội sẽ duyệt thông qua cái việc mà tái cấu trúc nợ xấu, nên nó được hưởng lợi chung với ngành ngân hàng, hưởng lợi chung với ngành ngân hàng. Cái điểm thứ ba mà tôi muốn đưa ra ở đây cung cấp thêm thông tin với các bác các anh chị, đó là vấn đề là những cái thông tin ngoài luồng thì chúng ta đánh giá cho nó đúng và chúng. Có hai thông tin ngoài luồng hiện tại đang được gọi là lấn sâu trong các nhóm kín, gồm có thông tin thứ nhất đó là thông tin ngân hàng VPBank lên sàn trong thời gian sắp tới. Nó cũng là một cái vấn đề mà ảnh hưởng tích cực, khá là tích cực tới việc tác động lên cái giá ngắn hạn của các cổ phiếu ngân hàng. Bởi vì họ kỳ vọng rằng là với cái kế hoạch của VPBank lên sàn thì với giá cao hơn rất nhiều so với những cổ phiếu ngân hàng hiện tại. Đây là điều mà nhiều nhà đầu tư đang có cái kỳ vọng. Nhưng thực tế thì thưa các anh bác, các anh chị là cái kỳ vọng này thì nó chỉ mang tính chất cảm tính, nó không phải là các cái kỳ vọng mang tính tính toán chi tiết cái vấn đề liên quan đến kế hoạch kinh doanh. Chuyện đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, chúng ta đang được nghe thấy trong các nhóm, các zoom kín hoặc là các báo cáo phân tích khuyến nghị thông tin liên quan tới việc là công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt sẽ lên sàn và còn đâu đó le lói câu chuyện là sát nhập với đơn vị nào, thì tôi cũng mới nắm một cái vấn đề, một thông tin thôi chứ chưa xác nhận, nên tôi cũng không muốn cung cấp ra đây với các bác anh chị. Nhưng tôi biết được rằng là đang có những cái thông tin đó ẩn chứa sau những cái luồng thông tin gọi là thông tin ngoài lề, thì nó phần nào đó thì hiện tại giá mà gọi là ngoài sàn của bán công ty chứng khoán Bản Việt đó đang nằm ở vùng giá 51-52. Chính điều này đã làm cho các cái nhóm tổ chức hoặc là một số cái đội tư vấn cho rằng là giá Bản Việt cao hơn so với rất nhiều so với công ty chứng khoán Sài Gòn SSI và chứng khoán VN Direct. Vì vậy nên câu chuyện là ngành chứng khoán tăng thì có cũng ba vấn đề để chứng khoán tăng. Tăng thứ nhất đó là ai cũng nhìn thấy, đó là trong một khoảng thời đoạn rất là dài gần 6 tháng vừa qua thì thanh khoản thị trường khá là tốt, thì không cần nói mọi người đều hiểu hơn ai hết rằng là khi thanh khoản thị trường tốt thì doanh thu của các công ty chứng khoán là tốt, các nhà đầu tư kiếm được tiền, đồng nghĩa với các quỹ tự doanh và công ty chứng khoán cũng kiếm được tiền, thì ai cũng suy ra rằng là kết quả kinh doanh tốt. Thứ hai nữa là khi mà đưa ra cái đồn đoán như vừa nói ở trên thì chúng ta sẽ có một cái liên tưởng rằng là ồ, anh Bán Việt anh cao thế thì các anh còn lại cũng phải cao, nên chúng ta có kỳ vọng về mặt tương lai để mua vào, dẫn đến câu chuyện giá của các cổ phiếu ngành chứng khoán hiện đang tăng. Cái vấn đề thứ ba nữa đó là câu chuyện mà lồng trong rất nhiều tháng gần đây, đó là câu chuyện chứng khoán phái sinh, thì cũng là thứ mà chúng ta đang đưa vào tác động vào giá. Thưa các bác các anh chị, khi tất cả những thứ đó hiển thị thành sự thật thì đó cũng là thời điểm mà giá của cổ phiếu sẽ ngừng tăng, không còn tăng được nữa. Anh chị các bác lưu ý cái việc mà tự do chứng khoán phân tích ở góc nhìn độc lập. Có thể chúng tôi đưa ra những thông tin này, vẫn là nhắc lại là nó sẽ không hề ảnh hưởng tới giá cổ phiếu tăng hay giảm. Nhưng chúng tôi muốn đưa ra thông tin nhằm cung cấp cho một số nhà đầu tư nhỏ lẻ không có nhiều điều kiện để tiếp cận với những cái thông tin chúng tôi vừa chia sẻ, thì các bác các anh chị có điều kiện để tiếp cận hơn. Mong rằng là những cái thông tin của chúng tôi đưa ra thì sẽ phần nào đó giúp ích cho cái việc tham khảo đưa ra quyết định đầu tư của các bác các anh chị. Chúng tôi lưu ý thêm một khía cạnh nữa của thị trường, đó là thông thường thì từ trước tới nay, cách đây khoảng tầm 6 tháng tới 1 năm thì các tổ chức đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam, các nhóm nhà đầu tư tổ chức, nhóm nhà đầu tư có lượng vốn lớn cũng như là các nhà đầu tư cá nhân đều có một cái nhìn khá là tiêu cực về thị trường tài chính Việt Nam. Chính vì vậy họ nếu mà loại ra những cổ phiếu gọi là bất thường có cái chỉ số PE khá là cao thì chúng ta chỉ chấp nhận với việc PE thị trường ở mức 10 ngã 10, tức là một đồng lợi nhuận của một doanh nghiệp chúng ta chỉ chấp nhận bỏ ra 10 đồng để mua một đồng lợi nhuận của doanh nghiệp. Nhưng thưa các bác các anh chị, việc tự doanh chứng khoán gần đây có đưa ra những cái dự báo mang tính gọi là dài hơi của thị trường và có một cái xu hướng thị trường tăng dài hơn, tăng xa hơn và tăng mạnh hơn, thì chúng tôi căn cứ dựa trên cái việc mà bắt đầu dần dần chúng ta sẽ phải chấp nhận với câu chuyện là PE thị trường chung sẽ tăng lên ở một cái mức độ cao hơn, và chúng ta sẽ dần dần học cách để chấp nhận với việc là PE thị trường chung sẽ là ở vùng 12. Cũng vì điều này thì 6 tháng vừa qua chúng ta có một đợt thị trường tăng tốt, thì chúng tôi vẫn đưa ra cái dự báo là khi mà
mà thị trường ở chạm cái mức 765, cũng là cái mức 765, cũng là cái mức mà chúng tôi cho rằng là thị trường cần phải có một cái khoảng nghỉ, tức là đà tăng của thị trường sẽ chậm dần và tạo điều kiện cho các quỹ đầu tư, các nhà đầu tư tổ chức, các nhà đầu tư cá nhân lấy có thời gian để dần chấp nhận với cái mức PE mới. Khi mà các tổ chức, nhà đầu tư cá nhân hay là các quỹ đầu tư đều chấp nhận với một cái mức gọi là mức, tức là cái việc mà trả giá cho một đồng lợi nhuận của doanh nghiệp ở mức cao hơn, thì lúc đó chúng ta sẽ bước vào một cái hành trình mới xa hơn, tích cực hơn và hướng tới những cái mốc cao hơn trong thời gian sắp tới. Mong rằng là những cái thông tin chúng tôi cung cấp thì có ích cho các bác, các anh chị. Nếu như không cảm phiền thì các bác, các anh chị vui lòng để lại những cái bình luận cảm ơn, ok, hay là bất kỳ một cái bình luận nào đó của các bác, các anh chị đều đóng góp cho kênh của chúng tôi có nhiều động lực hơn để phục vụ quý các bác, các anh chị trong thời gian sắp tới khoảng 15 phút vào lúc 14 giờ hàng ngày giờ giao dịch. Thứ hai nữa là đừng tiếc những cái like của mình cũng như là những trái tim của mình để gọi là tung tim cho nhóm chúng tôi để tiếp tục hoạt động trong thời gian tới. Cảm ơn các bác, các anh chị. Chúng tôi sẽ dừng trực tiếp ở đây. Cũng rất cảm ơn những bác, các anh chị sau này để xem lại video này vẫn vui lòng là cho thêm những trái tim, những like. Xin chào và hẹn gặp lại các bác, các anh chị vào 14 giờ chiều ngày mai. Thân ái, hẹn gặp lại.